để chắc chắn em cứ lắng nghe tin vấn gì rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1 2 3 5 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy nên ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi, và dẫu cho mai sau có ra sao thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu em. Hình như em muốn nói từ ngày đừng rồi thôi, và có lẽ em cũng biết rằng anh cũng đang chờ đợi ở cạnh em. Anh bình yên lắm, em hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngày mùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra.